Chào quý vị các bạn chị nha. Hôm nay mình xin giới thiệu một cây mai chiếu thủy nha. Độc đáo nha quý vị. Khủng nha. Cơm nha. U bú nha quý vị. Đây, bên u bú trên này lên bú nha. Có đuôi nha. Đây là đuôi của nó nha. Bự nha, đá đẹp, côn, chỗ này chặt chỗ mình đi quan sát không được nha quý vị, quý vị thông cảm nha. Cây này là thành hình thành tán hết trơn nha quý vị, chiều cao nó chừng 1 mét cử nha. Chủ nhà chưa cắt tỉa vậy nên bông tán nó nhìn nó không có gọn nha, chủ nhà chưa có cắt tỉa nên bông tán nó còn